Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Và thưa quý vị các bạn, hôm nay để đáp ứng thịnh tình của những người đang ưa thích những chiếc xe cổ, những chiếc xe cũ mà về mông má lại, thì hôm nay em Vuzi Auto lại mới nhập về cửa hàng một chiếc xe rất là đẹp, thương hiệu đến từ Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản luôn nhé quý vị nhé. Một chiếc xe màu trắng pha màu đồng khá là đẹp luôn. Vâng, một chiếc sedan phân khúc hạng D luôn đấy, của thời kỳ thủ tướng bộ trưởng mới điệp đi những chiếc xe này. Vâng, một chiếc Toyota Mark 2 sản xuất năm 2000 hồi đó. Vâng, chính xác là năm 1991, lăn bánh lần đầu năm 2001. Và thưa quý vị các bạn, là một chiếc xe Toyota Mark 2 này giá thì vô cùng ưu đãi với quý vị các bạn. Với giá chỉ có 65 triệu đồng đã mua ngay được một chiếc sedan đẹp như thế này rồi. Vâng, sử dụng máy xăng 2.0 hộp số tự động và full option. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Sơn si thì cũng đã cũ theo thời gian, bay màu theo thời gian rồi. Còn lại nội thất ghế da thì đã được bọc lại rất là đẹp, trần rất là sáng sạch. Vâng, nhưng mà thưa quý vị các bạn, chiếc xe này là em bây giờ bán với giá là chưa dọn dẹp nhá quý vị nhá. Chưa dọn dẹp có nghĩa hiện trạng như thế nào thì làm xe như vậy. Vâng, những ai mà quan tâm thì hãy nhanh tay alo kẻo để cho em dọn dẹp, thì chiếc xe này em sẽ bán giá hơn 100 triệu luôn. Vâng, hơn 100 triệu đồng sẽ bán ngay một chiếc Toyota Mark 2 rồi, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản luôn, sản xuất năm 1991. Dòng xe cực kỳ thịnh hành, cực kỳ tốt. Vâng, sử dụng máy xăng chỉ có 2.0 thôi. Vâng, con này thì vẫn còn rất là ngon. Và thưa quý vị các bạn, là biển số Hà Nội luôn nhé, 30A08780. Vâng, một chiếc xe đèn đóm thì vẫn còn rất là đẹp. Đây, em quay chi tiết từng vị trí cho mọi người. Vâng, đèn thì đã mù theo thời gian rồi, nhưng mà cái này về đánh bóng lên là ngon ngay. Vâng, kết hợp đèn bi xe lông cực kỳ sáng luôn, ở ngay gầm. Một đôi đèn bi xe lông đảm bảo sáng hơn các cái dòng Karen luôn, hơn những cái dòng của xe Hàn Quốc bây giờ. Đi đêm thì cực kỳ sáng. Đó, mọi người nhìn nhá, toàn bộ đèn bi đã độ rồi, rất là đẹp luôn. Phần cản trước thì cũng hơi một chút thôi, nhưng cái này thì là đã bảo rồi, bán cho mọi người là bán với giá chưa thèm dọn dẹp, chứ cái này em về sơn si lại mất vài trăm cái là xong luôn. Thế nên là quý vị các bạn, những ai quan tâm thì hãy nhanh tay alo cho em. Mua một chiếc xe này về đi tập lái thì cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà hơi phí. Cái này chủ yếu bán cho người yêu và người sưu tầm thôi. Vâng, mọi người có thể nhìn là ngoại quan em quay đi quay lại, vì em cũng rất kết cái này, logo của con Mark 2 đây. Logo ngôi sao 8 cánh. Vâng, rất là đẹp luôn. Phần mặt nạ hốc gió cũng tương đối khá là ok. Đây, mọi người có thể nhìn nhá, phần xi nhan nổi lên trên này rất là được này. Đấy, nắp capo thẳng căng luôn. Con này thì đảm bảo cho quý vị là không đâm va, không ngập nước. Máy thì nói chung là đừng suy nghĩ làm cái gì cả. Vâng, rất là đẹp luôn. Vẫn còn chạy ngon. Lốp lắp thì vẫn còn tương đối khá là mới. 4 lốp Michelin 195 tỷ lệ 65 vành 15, lốp khá là được. Và thưa quý vị các bạn, là con này sử dụng vành la răng 7 chấu, form dáng rất là được luôn. Dòng Mark 2, phanh đĩa trên cả 4 bánh nhá, phanh ABS an toàn, lốp Michelin cực kỳ dày bình bịch. Vâng, và thưa quý vị các bạn, là lốp 2015, chủ nhân cực kỳ ít đi. Và hôm qua em mua về thì là chiếc xe này đang ở chế độ là phủ khăn để lên. Đấy, gần như là không đi luôn. Xe rất là đẹp. Và đây là em chưa dọn dẹp. Đấy, mọi người có thể nhìn ngoại quan. Chiếc xe hạn đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2020, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ luôn, biển số Hà Nội. Vâng, mua về những cái dòng này về sưu tầm thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, mở ra không gian nội thất màu ghế da màu nâu rất là đẹp luôn nhá. Tapi sạch sẽ, điều khiển kính điện rồi, nâng kính cửa điện rồi, cửa chốt các thứ bằng điện hết rồi, rất là tiện lợi luôn. Đó, mọi người nhìn kỹ này. Và kính là kính zin nhá, kính này không kiếm đâu ra được đâu. Kính Toyota zin luôn. Đấy, mọi người nhìn kỹ này, Toyota zin. Đấy, cửa nẻo thì êm chắc và keo chỉ thì thôi đừng nghĩ làm cái gì cả. Nói chung là tapi sạch sẽ, phần da nó còn lì như thế này, mọi người biết như thế nào rồi. Da rất là lì luôn. Đấy, những cái phần nào bằng da là rất là lì, không phải bằng nhựa đấy nhá quý nhá, bằng da. Vâng, một chiếc Mark 2 rất là đẹp, vẫn còn ngon. Cột kèo keo chỉ vẫn còn đẹp. Đấy, không sơn si lại mà là sơn si zin, nên là nó có cái màu trắng hơi ngà ngà. Đấy, hộc để đồ này, táp lô sạch sẽ, mọi người nhìn này. Đấy, rất là sạch sẽ luôn, táp lô sạch sẽ. Đó, tí nữa em sang bên kia cho mọi người xem.
Chiếc ghế này thì đã được bọc rồi, ghế da không còn zin nhưng mà vẫn rất là đẹp, ghế da màu nâu, trần da này sạch sẽ này, đấy mọi người nhìn nhá, trần da 3D sạch sẽ đấy, mới 65 triệu đồng thôi, không nhanh tay chỉ có bay. Vâng, những chiếc xe này nhà em chỉ tính trong vòng 1-2 hôm thôi. Đây, vè mưa này, vè mưa Toyota này, đấy, vè mưa zin của nó nhá, đấy mọi người nhìn ạ, vè mưa zin. Kính thì khung dưới hạ xuống cái là không có khung trên. Đây, kính cửa các thứ là đóng mở thoải mái luôn. Cái này thì đây, để em đi sang kia em mở cho mọi người. Mở chìa khóa. Nói chung là những cái chức năng điện này thì vớ vẩn thôi, không có gì cả. Còn gì không nhỉ? Hết rồi. Con này đồng hồ đồng hồ hiển thị toàn bằng cơ thôi. Đấy. Nói chung là không phải nghĩ ngợi. Đấy, kính lên xuống nhá quý vị nhá. Đấy, vẫn còn ngon. Kính kia các thứ lên xuống bình thường. Đấy, em bật khóa điện phát là lên xuống bình thường này. Đấy, phần da là đẹp luôn đấy. Phần nỉ cũng thế. Phần riêng phần da và phần nỉ cực kỳ đẹp. Hộc để đồ này, rộng rãi. Riêng như cái dòng này nhá, bên nhà em trước bán hơn 100 triệu luôn, bây giờ chỉ bán 65 triệu thôi, chưa dọn dẹp. Vâng, thế nên là ai mà mua thì đừng có vần vò làm cái gì cả. Giá cả là tiền nào của đấy hết mọi người nhá. Phần nội thất ghế da đằng sau khá là rộng rãi, thoải mái, ngồi thì cực kỳ là sung sướng. Vâng, nhưng chủ yếu là chiếc xe này thì bán cho những người mà ngồi đằng trước thôi, người đằng sau không quan trọng. Vâng, đấy, không gian rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Lốp đằng sau bên này cũng tương tự, lốp tương đối khá là mới. Con này thì lắp bình xăng để bên này nhá mọi người nhá. Đấy, bình xăng để bên này. Đấy, kính là zin luôn. Kính đằng sau cũng zin. Đấy, một chiếc xe được giữ gìn cẩn thận cực kỳ luôn. Đây, logo Toyota Temple đây. Đấy, cốp nè. Con này là em chưa đi xem trước đâu nhá mọi người nhá. Đấy, khóa này. Khóa cốp này. Đấy, bây giờ lại phải đi mở cốp rồi. Vâng, khóa mở bằng chìa. Vừa mở xong. Con này thì được bảo dưỡng định kỳ hàng thường xuyên luôn. Đấy, ui, lốp sơ cua này. Làm gì có cái loại nào lốp sơ cua nằm ngay bên tay trái như thế này được. Rất là hay luôn. Đấy, mọi người nhìn nhá. Vâng, thôi như cái phần đâm nụng thì đảm bảo cho mọi người luôn, không phải nghĩ luôn. Xe này về dọn dẹp thì quá là đẹp rồi. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, nắp capo rồi. Lắp cốp rất là đẹp luôn. Lắp cốp thì tuyệt vời. Đấy, đồ nghe đầy đủ, không thiếu một cái gì. Sàn này sao? Ồ, sàn sạch sẽ phết, có tí dầu. Đấy, nói chung là con này là toàn để đấy thôi. Kích thước à, đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Đấy, mới mua về có sao bán vậy. Vâng, đấy mọi người nhìn nhá. Rất là đẹp luôn. Những ai mà quan tâm đến mẫu xe này hãy nhanh tay alo cho em, mới 655 triệu đồng mua ngay được một chiếc xe. Không tập lái thì có thể là đi lượn phượn được. Đấy, rất là đẹp, đèn đóm đầy đủ, sáng láng luôn. Và thưa quý vị các bạn, đây camera lùi đây. Đấy, đã được lắp thêm nhá. Một chiếc Toyota Grande Mark 2 rất là đẹp luôn. Vâng, các cái phần hốc gió đằng sau này mọi người nhìn này, đúng là chỉ có dòng cổ nó mới có cái này thôi. Đấy, rất là đẹp đó. Còn đây, về phía bên này thì mọi người có thể nhìn là cửa này đóng mở rất là êm khít luôn nhá. Và các cái chi tiết nẹp chrome này rất là đẹp đó. Kính zin, cửa khóa điện. Đây, vừa nãy em mới rút chìa khóa ra để đi mở cốp sau. Bây giờ ta lại cắm vào. Chiếc xe này chủ trước thì nói thật với quý vị các bạn là chả biết dùng gì, phí. Và bây giờ em muốn bán cho chủ sau, những người sưu tập, những người yêu thích cái đẹp. Đó, cửa kính là đẹp luôn, lên xuống bình thường. Và cửa kính là cửa kính một cánh phía dưới nhá, không có phần gờ trên. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn, keo chỉ đẹp này. Đấy, ghế các thứ là ngon. Nói chung là không phải nghĩ gì luôn. Cửa đóng mở êm khít. Và chỉ có dọn dẹp qua là đi lại đấy, êm chắc luôn. Và kính thì rất là ngon. Lốp bên này cũng tương đối khá là mới. Và phanh đĩa này. Đấy, cua lốp thì đẹp luôn. Cua lốp thì không mục mọt nhá. Đấy, cái này gọi giới thiệu qua chứ cái dòng này mà cua lốp này thì đảm bảo mọi người là không phải nghĩ ngợi gì rồi. Đấy, dây đai an toàn. Rồi cửa kính đóng mở này thì các cái phím điều khiển của nó một chạm này vẫn còn ngon. Đấy, chả thiếu một cái chức năng gì cả. Đấy, kính đã sẵn này để ngược không biết. Đấy, cửa lên xuống đóng mở ngon ngật luôn. Đấy, gương chiếu hậu điều chỉnh điện nhá. Đây, điều chỉnh điện đây. Gương chiếu hậu điều chỉnh điện. Đấy, khóa kia ở chốt cửa các thứ là điện hết rồi. Cụm
mở cốp thì bằng cơ đây và dầu đây. Đấy, mở cốp em lúc nãy quên không để ý, xin lỗi quý vị các bạn. Vâng, mở cốp này. Tiếp theo là phần bật đèn sấy, kính, khóa, chốt các thứ ở đây hết. Vâng, gương kính cụp xè thì ở đây. Đấy, hiện nay chưa thấy gì, cái này kiểm tra lại tí nữa được. Vâng, một chiếc xe Toyota Mark 2. Và thưa quý vị các bạn là đấy, mọi người có thể nhìn là con này thì không có túi khí nhá, không có túi khí. Quay cũng khá là căng. Đấy, tay vô lăng thì phần da vẫn còn đẹp. Cái này chắc chắn là trước là bọc rồi. Bọc rồi nên là nó tay vô lăng rất là đẹp luôn. Đấy, ngồi thế này nó rộng rãi. Đó. Tiếp theo phần đồng hồ thì toàn hiển thị bằng cơ thôi. Mọi người nhìn này, đồng hồ hiển thị cơ hết, đi được 8 vạn à. Úi giời. Cái này không tin lắm nhưng mà đấy, đồng hồ hiển thị có sao thì hiển thị vậy. Vâng, ắc quy thì ấy. Tí nữa ta đời nổ cũng biết ngay. Đấy, nó đang báo lỗi thì mọi người cũng nhìn. Đấy. Đồng hồ đầu đài này. Đấy, quạt điều hòa này. Úi giời. Các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Con này hoạt động hoàn toàn bình thường luôn, điều hòa đây. Đấy. Con này đang quay ngược nắng nên là nó cũng hơi có phần khó nhìn hình. Đây, camera lùi đây. Đấy, camera lùi kết hợp màn hình DVD giải trí. Cái này là lắp thêm, màn hình lắp thêm rồi, rất là tiện lợi luôn. Có camera lùi. Úi giời, ở đây, cần số đây. Cần số thì cũ hẳn theo thời gian rồi. Cũng số tự động đấy. Úi giời, hàng đẹp nét căng. Đấy, học để đồ chả có cái gì cả. Tay phanh, hoạt động vẫn còn ngon, trơn tru. Nội thất ghế ra đằng sau rồi, rộng rãi thoải mái luôn. Đấy, học để đồ tùy tay. Rồi học đồ đây, rộng rãi, để rất nhiều đồ, tạp lô sạch sẽ. Đấy, trần. Nói chung là một chiếc xe như thế này đương nhiên là đáng đồng tiền bát gạo rồi. Nắp mở cốp đây, em mở luôn sẵn, tí nữa em mở xe sau. Đấy. Con này có cả cruise control nhá quý vị nhá. Cruise control này, điều khiển này. Đấy, có sẵn này, nhưng mà cái dòng này sau ghi tên nó lại main với set watt này. Đó. Còn bên này thì các cái chức năng gạt mưa, gạt kính các thứ. Mình bật khóa điện lên kiểm tra. À mà thôi, đè nổ phát nào. Ui. Đè phát nổ ngay. Sợ chưa? Máy thì nữa mà. À đây, kính lên rồi. Thưa quý vị các bạn là tại vì là kính nó phải lắp theo ấy nên là nó giờ nó mới lên. Kính nó phải có điện và máy nó phải chạy. Đấy. À, con này thì kết hợp màn hình giải trí rồi điện thoại kết hợp. Đó. Các chức năng đúng là không thiếu một cái gì cả. Con này chỉ kiểm tra cái là điều hòa nó có mát hay không thôi. Xem nào. Đấy là à đây nhiệt độ ấy rồi. Úi giời, gió ra ngay. Thế là cuối cùng cũng không phải là ấy đâu mà là hàng đẹp, điều hòa mát rượi luôn đấy. Úi giời. Đúng là lại còn auto nữa nhé, điều chỉnh auto đây. Nói thật quý vị các bạn là từ lúc xe về đến giờ là em chưa thèm sờ xe đâu. Bây giờ mới sờ. Đấy, con này hạn đăng kiểm tại tháng 11 năm 2020 nhé quý vị nhé. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn, mát luôn đấy, điều hòa mát rồi. Rồi, bây giờ đi đến khoang máy. Côn số ngọt ngào nhá, chạy em bình thường luôn đấy. Vâng. Ta đến khoang động cơ đây. À chà, cũng có vẻ rất là hiện đại. Thưa quý vị các bạn là chiếc xe này sử dụng chống bằng thủy lực luôn, piston luôn. Đấy, nắp capo keo chỉ thì không mất một phân ly nào luôn. Thế mới sợ, hàng đẹp đấy. Không mất một phân ly nào luôn. Máy khá là to. Cỗ máy 2.0 cam đơn chạy một trục. Khá là to. Sử dụng 6 xi lanh. Úi giời. Hàng khủng, sử dụng tận 6 xi lanh. Máy chạy khá là êm, không ra dầu, máy còn đẹp. Đấy. Hệ thống xem hệ thống lái rồi, hệ thống lái dầu. Hệ thống lái bằng dầu. Đấy, máy chạy khá là êm. Con này mua về đi ắc quy thì mới hẳn rồi. Con này mua về mà đi chơi thì quá là tuyệt vời. Đấy. Ô thôi chết rồi. Thiếu lốc điều hòa. Thế mà làm sao lúc nãy nó lại mát thế nhỉ? Vâng. À, kiểm tra nào. Máy vẫn còn ngon, không gõ. Phải nói là dòng này được. Mỗi tội là cỗ máy là hơi hoành tráng thôi. Khoang máy nó rất là to. Cái dòng này trước nó không làm cam kép mà nó làm cam đơn. Thế nên là
cỗ máy của nó cũng khá là chắc chắn đấy, máy khá là êm. Được, chất hàng này chất thuốc chuột bơm đấy. Khoa máy nó cũng chỉ đơn giản thế này thôi, nói chung là đấy, em quay qua cho mọi người, máy đẹp luôn. Còn máy thì chắc chắn là phải ra rồi, còn đâu là cũng không có gì phải nghĩ lại cả. Hộp trợ lái, phanh hơi rồi đấy, hộp trục lò xo giảm chấn này, trụ của xe vẫn còn rất là đẹp đấy. Nói chung là máy đơn giản. Nói thật với quý vị các bạn là càng máy đơn giản thì càng dễ càng sử dụng, chả có tội gì cả. Vâng, còn đâu xe thì số má cũng tương đối khá là ngọt ngào, chạy vẫn còn ngon. Đấy, đồ nghe đầy đủ, không thiếu cái gì. Đấy, một chiếc Toyota Mark 2 1991, rất là đẹp. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Fuji Auto tại chợ Tô Quan Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới được nhập về cửa hàng, rất là đẹp luôn. Đó là Toyota Mark 2, sản xuất năm 1991, phiên bản máy xăng 2.0, hộp số tự động. Các chức năng thì full option và điều hòa auto, gương kính chỉnh điện, phanh đĩa kết hợp. Rồi lốp láp thì mới, vành la răng đúc đẹp, zin theo xe. Vâng, kính trước các thứ zin, hạn đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Và thưa quý vị các bạn, với cái giá chỉ có 65 triệu đồng, đây là một mẫu xe khá là đẹp. Những ai quan tâm thì hãy nhanh tay alo cho em qua số điện thoại Vũ Di Auto 0869158926. Cửa hàng em ở chợ Tô Quan Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh cũng như giờ chia sẻ giúp Vũ Di Auto trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bạn ở chợ Tô Quan Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng khi mà đã chọn cho mình được chiếc xe này. Vâng, một chiếc xe chỉ có 65 triệu đồng mà có thể là mua về thì đi tập lái, hoặc là có thể là mình mua về để sưu tầm đồ cổ. Xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.